sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng tai nghe Bluetooth của Xiaomi, kết nối trên một máy cũng như là kết nối trên hai máy luôn. Bây giờ mình sẽ bật ứng giữ nguồn cho đèn xanh nhấp nháy liên tục. Sau đó mình vào Bluetooth của máy. Thứ nhất trước. Đã kết nối. Mượn của Ngọc 5.000 cái lộ. Rồi, bây giờ mình muốn kết nối với cái điện thoại thứ hai thì mình sẽ tắt nó đi. Ừ đúng rồi, trời ơi. Và mở lại. Tương tự cũng đèn xanh nhấp nháy liên tục. Vào cái điện thoại thứ hai. Tìm Bluetooth. Kết nối. Sau khi chúng ta kết nối điện thoại thứ hai xong thì quay lại điện thoại thứ nhất, chúng ta phải bấm lại kết nối lại trong cái sản phẩm đã kết nối. Rồi, hai máy đã kết nối.